đặc biệt là cái review hot nhất là có xe ô tô đưa đón trong khu vực quận 2. Và tôi đến đây vì tò mò, ăn hột vịt ở đây thì cũng khá là ngon. Đặc biệt cái nước chấm nó lạ hơn ở những chỗ khác, mặc dù giá cao hơn nhưng mà tôi thấy ăn cũng được. Về cái giá cả ở đây thì nó mắc so với những nơi khác, nhưng mà có một cái rằng là họ có cái bí quyết gì đó, họ làm là thấy rằng nó ngon đó. À, chính vì vậy đó là tụi tôi tới đến thì ăn cũng thường xuyên lắm. Lúc mà mình mới vừa bán là chỉ có 6.000 một trứng thôi, nhưng mà hiện bây giờ thì là 9.000. Lúc mà khoảng chừng 8 giờ sáng là chuẩn bị rau, muối, chanh, ớt, tất cả trứng đồ phải là những cái khâu đó làm phải làm sạch sẽ hết tất cả. Cho khi 3 giờ chiều là mình mở quán ra là sẽ có trứng cho khách hàng ăn. Cái đó là cái bí quyết riêng của mình để làm cho cái trứng nó ngon, nó đều và khách ăn không có cảm thấy là ngán. Cái chương trình mà đưa đón khách ở trong khu vực quận 2 á thì đã tạm ngưng. Ông xã tôi có dạy lái xe hoàn toàn miễn phí cho khách hàng.